Xin chào quý vị. Đêm qua và sáng nay ngày 23 tháng 6 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ sáng nay có nơi trên 100mm như là tại Lương Bằng, Bắc Cạn là 120,6mm, Đào Viện Một, Tuyên Quang là 139,4mm hay là Đỉnh Cả, Thái Nguyên là 176,2mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6, mưa dông tiếp tục trút xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa là từ 70 cho đến 150mm và có nơi là trên 200mm. Phải từ ngày 26 tháng 6 trở đi, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mới giảm dần. Đợt mưa này mang đến nguồn nước vàng cho các hồ chứa sau thời gian dài nắng hạn vừa qua. Tuy nhiên, bà con cũng cần phải hết sức đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, nhất là khu vực Việt Bắc, các tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn hay là Quảng Ninh. Cùng với đó là nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thủ đô Hà Nội và các thành phố cần đề phòng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá cùng với gió giật mạnh. Do có mưa liên tục nên thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái mát mẻ. Như tại thủ đô Hà Nội, trưa chiều nay thì trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất chỉ dừng lại ở khoảng 32-33 độ. Càng về cuối ngày thì khả năng mưa càng cao. Buổi tối và đêm nay nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 25-26 độ. Những chiếc điều hòa có thể được nghỉ ngơi và chỉ cần quạt điện cũng đủ giúp người dân ngủ ngon trong tiết trời dễ chịu như thế này. Với thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung thì trời vẫn còn nắng nóng và hầu như là không mưa với mức nhiệt khoảng từ 36-37 độ. Và dự báo tình trạng nắng nóng ở Đà Nẵng cũng phải sang ngày 24 tháng 6 thì mới có khả năng dịu dần. Đến với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, trưa và đầu giờ chiều nay trời nắng oi 34 độ, nhưng chiều tối và tối lại có mưa rào và dông. Đêm nay thời tiết mát mẻ với nhiệt độ giảm còn 26-27 độ. Bản tin thời tiết 12 giờ trên nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.